Đây là tai nghe Hifit Open Buds 1. Chiếc tai nghe có thể gọi là dị nhất và độc đáo nhất trong số các mẫu tai nghe mà mình đã từng sử dụng. Thật sự thì với chiếc tai nghe này có rất nhiều điểm mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, chủ yếu là về công nghệ truyền âm thanh định hướng như thế nào và giúp cho trải nghiệm nghe ra sao. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu phần chính video nhé. Open Buds 1 có một kiểu thiết kế rất dị và chẳng giống bất kỳ một chiếc tai nghe True Wireless nào khác. Nó hoàn toàn khác xa so với các sản phẩm truyền thống với việc sử dụng dạng Open Ear, tức là sẽ không trực tiếp đi thẳng vào trong lỗ tai như in-ear hoặc ôm sát như mẫu earbuds khác. Thay vào đó, thiết kế này mở hơn rất nhiều và mình cũng có thể gọi vui vui đây là một chiếc tai nghe Open Back. Nó sẽ có một số điểm đáng chú ý như sau. Đầu tiên là với kiểu dáng ear clip như này thì việc mới đeo vào sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Mình nghĩ cái này cũng dễ hiểu thôi vì chắc phải 90% người dùng chưa được sờ trên tai hay trải nghiệm các mẫu tai nghe như này bao giờ. Để có thể đeo được dễ nhất thì các bạn hãy mở chiếc tai nghe ra một chút, sau đó lựa lựa chiếc tai nghe có một góc độ tốt nhất, có thể nằm ngang hoặc chéo một chút, tùy thuộc vào kích thước tai của bạn. Mình có thử một số bạn tai to và dày thì chiếc Open Buds này vẫn fit hoàn toàn tốt, không có gì đáng lo ngại. Tiếp theo, như các bạn nhìn mình đang đeo thì chắc sẽ có một số suy nghĩ, đó là dạng việc mà một chiếc tai nghe kẹp như này có khiến phần tai bị đau hay không, nhất là khi khu vực xương ở chỗ ngoài vành tai. Cái này thì mình cũng phải chia sẻ thật là có. Ban đầu sẽ hơi cứng cấn một chút, nhưng về sau khi sử dụng khoảng tầm hơn một tuần thì mình đã bắt đầu quen hơn với chiếc tai nghe này. Chất liệu tiếp xúc ở phần tai nghe các bạn là dạng memory rebound, tức là càng dùng nhiều thì nó sẽ càng mềm và dễ chịu hơn. Kết hợp với bề mặt được làm rất mịn, thân thiện với da và không bám nhiều bụi bẩn. Và ngoài ra thiết kế cây sạc của nó cũng khá giống các sản phẩm phổ thông, không có gì quá nổi bật. Có thêm chức năng sạc nhanh khoảng 15 phút sạc là các bạn sẽ có thêm một tiếng sử dụng, đề phòng trường hợp hết pin và cần sử dụng gấp. Điều đặc biệt của chiếc tai nghe này là nằm ở chất âm của nó. Nó không phải kiểu chất liệu driver ra sao, kích thước như thế nào, mà nó sẽ nằm ở chính cách mà các bạn đặt tai nghe lên khu vực vành tai. Công nghệ truyền âm thanh định hướng ở đây có thể hiểu đơn giản là âm thanh chỉ được phát tín hiệu tập trung ở duy nhất một điểm là khu vực tai các bạn. Vậy nên cho dù có thiết kế mở và có sử dụng 100% âm lượng thì người ngồi cạnh hoặc ngồi đối diện vẫn khá khó để nghe được những âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe Open Buds này. Mình nghĩ sẽ có khá nhiều bạn nghĩ rằng đeo một chiếc tai nghe như này trải nghiệm sẽ khá giống với các dòng tai nghe Open Back truyền thống hoặc những chiếc tai nghe True Wireless có chế độ xuyên âm để có thể nghe được nhiều âm thanh hơn từ phía bên ngoài. Với cách đeo của mình để đạt được độ thoải mái nhất thì chỉ cần để khoảng 80% âm lượng đã gần như không nghe thấy nhiều tiếng môi trường bên ngoài rồi. Vậy nên đây cũng là một điểm các bạn cần lưu ý trong trường hợp cần nói chuyện, giao tiếp được với những người xung quanh khi đeo tai nghe. Để nói về chất âm thì thật sự khó có thể miêu tả một cách đúng đắn nhất. Với kiểu đeo của mình, để chiếc tai nghe này sát hơn một chút vào lỗ tai thì âm của nó sẽ chi tiết hơn một chút. Trái lại, với những người có kích thước vành tai lớn hơn hay họ muốn một cảm giác đeo thoải mái để hờ hờ bên ngoài hơn thì lúc này âm thanh cho ra lại khác. Nên nó sẽ tùy thuộc vào việc các bạn đang sử dụng tai nghe này như thế nào. Đối với riêng cá nhân mình cảm thấy âm của Open Buds 1 cũng không đến nỗi quá tệ. Chẳng qua là chúng ta đã quen với nhiều dòng tai nghe in-ear, earbuds hoặc full size để nghe được chi tiết hơn mà thôi. Để công bằng mà nói thì trải nghiệm qua nhiều bản nhạc cũng khá ổn. Âm thanh tổng thể không phải quá V-shape, có thể nói đơn giản là cân bằng ở ba giải âm và có để bass một chút để làm điểm nhấn. Đương nhiên thì các bạn cũng đừng mong chờ gì về một chất bass được làm căng, dày, sôi thịt để chơi tốt các thể loại nhạc phục vụ mục đích đấy. Với thiết kế Open Ear này thì mình chắc chắn rằng chi tiết của bass sẽ mất đi khá nhiều, nhất là ở phần low bass. Khi nhạc EDM và các tiếng trống, tiếng đánh các loại nhạc cụ thì giải tần này sẽ bị hụt hơi rất nhiều. Chiếc tai nghe này sẽ phù hợp nhất cho những thể loại nhạc nhẹ, trữ tình và thêm về vocal hơn. Vì chi tiết ở giải mid và high vẫn được giữ lại, nghe khá tự nhiên và không bị gai. Qua một số bài nhạc hay nghe của Trung Quân hay Hà Anh Tuấn thì vocal cho ra vẫn khá ổn để đáp ứng nhu cầu cơ bản hàng ngày. Treble dĩ nhiên rồi, do không ở sát vào lỗ tai bạn nên chẳng có gì gọi là chói gắt ở đây cả. Nên như mình đã chia sẻ, các bạn nên cân nhắc kỹ về kiểu nghe, thói quen nghe nhạc trước khi lựa chọn mẫu tai nghe này của Hifit. Với việc sử dụng công nghệ Bluetooth mới nhất ở 5.3 thì các bạn cứ yên tâm với việc sử dụng mọi thiết bị. Nhưng nếu để chơi game thì sẽ là một câu chuyện khác vì độ trễ cho ra lúc nào là cao hơn so với kết nối 2.4GHz và có dây. Mặc dù cũng chẳng quảng cáo là chiếc tai nghe gaming nhưng Open Buds 1 vẫn được trang bị đầy đủ các chức năng game mode. Bàn thao tác rất đơn giản là nhấn 3 lần liên tiếp và mặt chạm cảm ứng ở bên tai phải. Có một điều rất lạ, mình không biết là do PC của mình hay một setting nào khác mà khi kết nối Bluetooth PC một chiếc tai nghe vào game Valorant hoặc CS2 thì chiếc tai nghe này sẽ tự động vào game mode luôn mà không cần phải thao tác chạm và thoát ra khỏi game thì sẽ tự tắt game mode. Thật sự mình khá bất ngờ, đây có thể nói là chiếc tai nghe đầu tiên mình thấy có khả năng kết nối thông minh như vậy. Tuy nhiên lại chỉ áp dụng vào trên PC với một chiếc mainboard tích hợp sẵn Bluetooth mà thôi, còn điện thoại thì các bạn vẫn phải thao tác bằng tay. Nếu các bạn có sở hữu chiếc tai nghe này và làm được như mình, hãy comment phía bên dưới nhé. Và mình cũng không khuyến khích sử dụng game mode này cho lắm vì công nghệ Bluetooth 5.3 đã có sẵn một con chip low latency rồi. Bật game mode thì đúng là độ trễ sẽ khá gần với 2.4GHz, nhưng mà phải nói thật là chất âm bị biến đổi đi khá nhiều. Ví dụ như mình chơi Valorant, tiếng súng tiếng chân đang bình thường mà sang game mode cái là gần như không sử dụng được luôn, vừa méo tiếng lại vừa mất đi chi tiết trong game. Với công nghệ Bluetooth 5.3 này thì bạn có thể sử dụng qua lại giữa hai thiết bị khác nhau với dual device connection. Bạn vừa có thể kết nối nghe nhạc qua một thiết bị chẳng hạn như máy tính bảng, trong khi với điện thoại đang kết nối vẫn có thể nghe gọi được, khá tiện lợi cho những ai đang cần. Và tiếp theo thì pin là một thứ mà nhiều bạn sẽ quan tâm ở một sản phẩm tai nghe True Wireless.
Thời lượng pin theo như mình đã sử dụng trong thời gian vừa qua có thể đạt tối đa được 5 tiếng rưỡi khi để khoảng 60-80% âm lượng. Con số này khá sát đến mức mà nhà sản xuất đưa ra là 6 tiếng rưỡi. Kết hợp với một chiếc case đầy pin thì có thể dùng được khoảng tầm 4 lần. Đây là một thời lượng pin ở mức trung bình khá, không có ấn tượng và cũng không phải quá thấp. Bạn có thể sử dụng mọi nơi mọi lúc, kể cả trong lúc chạy bộ, thể dục thể thao. Hãy cứ tin mình đi, trông nó lỏng lẻo vậy thôi, nhưng đeo vẫn rất tốt đấy, không hề dễ bị rơi ra chút nào đâu. Còn bây giờ, hãy cùng nghe thử chất lượng mic của nó nhé. Âm thanh các bạn đang nghe được thu từ mic của tai nghe Havit Openbuds 1. Đây là bản thu âm để các bạn có thể nghe thử chất lượng mic của chiếc tai nghe này. Đây là âm thanh gốc, không thông qua chỉnh sửa và được thu trong môi trường mô phỏng phòng riêng để làm việc hay chơi game của người sử dụng. Trên đây là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ về chiếc tai nghe Havit Openbuds 1 này. Dĩ nhiên, để nói về độ dị, trải nghiệm đeo thì nó hoàn toàn khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường, có thể nói là rất độc đáo. Chiếc tai nghe này theo mình dành cho những bạn không muốn sử dụng một sản phẩm tai nghe truyền thống như in-ear hay earbuds, thích một cảm giác đeo thoáng, thoải mái, khá thích hợp khi Hà Nội đã vào mùa nóng như này rồi. Các bạn cũng yên tâm vì công nghệ truyền âm thanh định hướng này sẽ chủ yếu hướng âm thanh đến tai các bạn. Chính vì vậy, để người ngoài nghe được chính xác bạn đang nghe gì ở trong tai thì không phải điều dễ dàng đâu. Rồi, nếu các bạn mua sản phẩm này, đừng quên mua tại đường link mình để phần mô tả với mức giá tốt nhất và mã giảm giá trong đó. Cũng như đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Instagram ủng hộ mình. Xin chào và hẹn lại các bạn rất sớm thôi.